Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu. Giờ này đang là giờ trưa, tất cả anh em có bộ phận đang nghỉ trưa. Em An sẽ tranh thủ lên sóng giới thiệu chị một mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhá. Và chúc tất cả chị có những phút giây thật thoải mái, vui vẻ khi xem video kênh YouTube của em Hoàng An. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và trước mắt chị đó có lẽ là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe mà rất nhiều anh chị đã quá quen thuộc rồi. Trước mắt chị là một chiếc Toyota Vios E số sàn 2020. Chiếc xe hiện tại đang đeo biển số Tây Ninh, tên cá nhân đấy chị nhá, 2020 số sàn. Chiếc xe cũng mới cập bến siêu thị ô tô Bình Dương từ chiều tối muộn ngày hôm qua, cũng chưa xịt pa rửa dọn gì. Và nhìn qua về phần ngoại thất thì anh chị có thể thấy là chủ xe đã lên cho em Vios E này khá nhiều đồ chơi, đặc biệt là vào một bộ mâm 4 vỏ Michelin đấy, rồi những cái chi tiết như là lẹp kính, ốp đèn hay là dán đề can đen ở trên phần nóc xe để tạo ra một cái sự khác biệt, sự cá tính trong mẫu Vios này. Màu trắng thì nhìn cũng rất là trẻ trung ạ. Chiếc xe thì cũng đã được trang bị cam đùi tích hợp sẵn rồi. Vios E 2020 anh chị nhé, số sàn, đeo biển số Tây Ninh. Anh chị có thể truy cập trực tiếp website siêu thị ô tô Bình Dương để cập nhật những hình ảnh mới nhất, hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe. Anh chị ở xa cũng có thể là alo trực tiếp cho em Hoàng An để thương lượng giá anh chị nhé. Ở đời 2020 này thì đã được trang bị 4 thắng đĩa ABS. Đó, và có tính năng cân bằng điện tử luôn. Đó. Xe thì chủ cũ họ cũng lên cho chị ốp gương chiếu hậu, xi nhan tích hợp và gương cụp thì cũng đã có ở đời 2020 rồi. Đó, một chiếc xe mà chủ cũ họ cũng đã làm cách âm quanh xe rồi anh chị nhá. Xe rất là kỹ càng, đặc biệt như cụm đèn gầm sương mù đã vào bi led cho chị luôn. Đấy chị thấy không ạ? Một chiếc xe chủ cũ họ quá nâng niu đúng không ạ? Quá nâng niu này. Đây chị thấy không ạ? Cụm đèn gầm sương mù bi led này. Đấy, rồi những cái ốp, cái đèn gầm sương mù nguyên bản là cái màu đen thôi. Đấy, em An phải thừa nhận rằng chủ cũ họ rất là kỹ và chăm chút chiếc xe này. Đó. Sẽ cho chị tham quan phần khoang động cơ, em này đang chạy 25.000 km thôi, rất là mới nhá. Đấy. Tất cả những cái chiếc xe bán ra đây thì bên em đều cam kết chất lượng bằng văn bản, mà chị tuyệt đối là không bán xe lỗi, đâm đụng, thủy kích, tai nạn. Hồ sơ pháp lý rõ ràng. Đây chị nhìn những cái chi tiết đấy, dán cách âm 3M này. Đó. Chủ xe rất là kỹ luôn. Và mọi chi tiết ở đây là nguyên bản nhá. Đó, em An khẳng định với anh chị là chuẩn chỉ luôn, từng chi tiết một cho một chiếc Vios E số sàn 2020. Và mức giá mà siêu thị ô tô Bình Dương đang niêm yết ở đây là 418 triệu. Và mẫu xe này thì bên em sẽ hỗ trợ ngân hàng cho chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Còn những anh chị ở các tỉnh thành khác nhưng có bán kính cách siêu thị ô tô Bình Dương 100 km thì bên em cũng đều làm được anh chị nhé. 2020 số sàn đã vào 4 vỏ Michelin, bộ mâm quay, bộ mâm khá đẹp đúng không ạ, mâm thể thao. Vỏ Michelin này thì anh chị có thể yên tâm về độ cách âm, chạy rất là êm luôn, riêng vỏ Michelin. Các tay cửa đã vào rồi, tay cửa đã vào sẵn cho chị rồi. Đây cho chị tham quan những cái đường lườn này. Đó, đường lườn này đây chị thấy không ạ, rất là đẹp nhá. Đó, không có gì để miêu tả đâu. Mấy chiếc xe mà chất xe ở Tây Ninh thì rất là mới, rất là mới, tuyệt đối là cái vùng mà không có nước biển đấy anh chị. Chất xe rất là đẹp. Và 4 vỏ Michelin cho anh chị rồi nhá. Đó. Thì vì sao mà anh chị hỏi là xe đi vậy mà nó vào vỏ, thì thực sự ra anh chị có những chiếc xe mà chủ cũ họ rất là kỹ. Đây chị thấy không, người ta làm cách âm luôn. Tại vì nếu mà cái vỏ mà zin đeo xe, cái độ cách âm không thể nào bằng vỏ Michelin được. Đây đây là những cái góc cảng nhá, góc cảng Vân Đức Sơn zin này anh chị này. Đó, cái mí cảng Vân Đức Sơn zin luôn. À, chị thấy là cái chiếc xe này thực sự rất là đẹp, em An khẳng định với anh chị luôn. Màu trắng 418 triệu chị nhé. Đó, mọi chi tiết là nguyên bản hết. Xe em An chưa có xì ba luôn. Khi mà chị lấy thì bên em sẽ hỗ trợ thay dầu nhớt, xì ba sẵn cho chị để chị về mình đi. Đó, không phải nghĩ ngợi gì. Đó, đây, nội thất đây. Nội thất là một tông màu đen anh chị nhé, màu đen. Đấy, bật cái đèn lên cho sáng cho chị coi ha. Màu đen này. À, nội thất ghế da màu đen, có màn hình cam đùi tích hợp sẵn rồi. Ở bản số sàn này thì cũng sẽ không có vô lăng tích hợp anh chị nhé. 25.097 km, đây cục cần số đây. À, mọi chi tiết rất là mới liền nạc. À, chiếc xe này thì ở dưới phần sàn thì chủ xe họ đã vào rót sàn cho chị rồi, dưới này còn có một cái đèn sáng ở ngay chỗ chân thắng, chân côn này. À, rất là hay đúng không ạ. À, mọi chi tiết ở đây là nguyên bản, các cửa nguyên, keo chỉ zin. Cái đấy thì em An đã cam kết bằng văn bản cho chị rồi. Đó. Gương kính chỉ điện, gương cụp đầy đủ hết ở đây. Đó. Cửa tài auto. Đó. Những cái miếng này là miếng lỉ zin đấy chị nhé.
Lì này nếu mà chị muốn sạch thì mình có thể bọc ra được. Đó. Quá mới đúng không ạ? Mọi chi tiết là nguyên bản hết 2020 chị nhá. Đó. 418 triệu ngân hàng hỗ trợ cho chị mẫu này chắc dao động khoảng tầm 250 triệu cho mẫu Vios E này. Số sàn 2020. Đó. Nó sàn đầy đủ hết. Trần này, trần em này chủ cũ họ cũng vào trần rồi. Đấy, mỗi người một sở thích đúng không ạ? Đó, nên là cái trần thì anh chị có thể thay đổi màu được. Điều hòa chỉnh tay thôi, khóa cơ, khóa điện đầy đủ hết. Đó. Đó, tất cả những chi tiết đây là dơ nha anh chị nhé. Tất cả những chi tiết các ốc này là nguyên bản chưa tháo mở. Bao zin luôn. Đây chủ cũ họ cũng dán những cái miếng gioăng này, gioăng cách âm này chị này, thấy không ạ? Đấy. Gioăng cách âm này. Khá là kỹ đúng không ạ? Thừa nhận là chủ cũ họ rất là kỹ anh chị ạ. Đây là khi mà anh chị sở hữu được chiếc xe mà chủ cũ họ đi giữ gìn thì cũng rất là yên tâm. Đấy, và một cái đuôi gió cho anh chị rồi, đuôi gió nữa này. Đây là cái đuôi gió này. Đấy. Đây, khoang hành lý đây. Nót cốp. Làm cách âm hết mà, anh chị thấy không? Đây là vỏ sơ cua nhé. Đó. Làm cách âm này, vỏ sơ cua này đầu 2020, vỏ sơ cua là tuần thứ 47/2019. Đó, cách âm cả cái phần hầm bánh xe này, 5M luôn. 5M 3M hết. Đó, kỹ như vậy mà anh chị đúng không ạ? Đồ chơi không có ít tiền đâu anh chị, không thể ít tiền một chút nào đâu. Đó. 418 triệu chị nhá. Và mẫu này thì bên em vẫn còn hỗ trợ ngân hàng. Và giá còn thương lượng cho chị nào mình thực sự quan tâm về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đó, mọi chi tiết ok. À, bỏ Michelin rồi. Bộ mâm này nếu mà họ vào cũng dao động tầm 5 triệu, 5 triệu bộ mâm này rồi. À, vỏ này thì 4 vỏ mất khoảng 10 triệu. À. Đây, những cái phần đường lườn đây, nguyên bản hết nhá. À, 2020 418 triệu. Con xe này thì anh chị là mình ưng thì bên em sẽ bớt thêm một chút cho anh chị. Và giá trên thì bên em đã bao gồm chi phí rút hồ sơ. À. Xe chưa xỉ ba nữa, anh chị thấy cái đất đỏ Tây Ninh không ạ? Đấy, những cái bậc lên xuống này cũng dán những cái đề can này chống trời xước. Ừ. Ok rồi, đây ở đây là dán gioăng hết nhá, gioăng cách âm này. Đó. Nước sơn đồng nhất đúng không ạ? Rất là đồng nhất. Đó. Tất cả là ok hết anh chị ạ. Đó. Không có gì để miêu tả đâu. Xe rất là liền. 418 triệu. Ừ. Anh chị nào mình quan tâm thì alo cho em An. Đó, và thương lượng thêm về giá. Đó. Zin hết anh chị nhá. À, tuyệt vời luôn. Đó. Rồi. Và em này thì khám phí còn đến tháng 10 năm 2022. Tháng 10. Tháng 6 xin lỗi chị, tháng 6 2022. Rồi, em Hoàng An vừa đưa đến anh chị quý hàng thân yêu của em An một mẫu xe quốc dân, một chiếc Toyota Vios E số sàn 2020. Và hiện tại bên em vẫn đang còn một chiếc số sàn 2017 nữa chị nhá. Và em An sẽ sắp xếp thời gian để review xe sau. Số sàn 2020 và giá đang là 418 triệu. Cảm ơn chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về mẫu xe Vios E số sàn 2020 của siêu thị ô tô Bình Dương. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Hẹn gặp lại anh chị và rất mong anh chị hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật liên tục các mẫu xe hàng ngày về anh chị nhá. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.